Hạnh Phúc Xuân Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hết vé rồi có không chị? Dạ. Rồi, còn ai chưa có vé đâu mà nhấc nhẹ ngón tay lên giùm em nha. Chỉ còn vòng này và vòng nữa thôi là chúng em sẽ khép lại chương trình Lotto Show cho buổi sáng ngày hôm nay. Để phục vụ cho quý vị nha. Và quý vị hãy đến với phiên chợ Ba Tư chúng em vào ngày mai và ngày mốt nha quý vị. Cũng giờ là từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối là có những mặt hàng rất là đa dạng phong phú, và bên cạnh đó chúng em kết hợp với lại địa điểm ăn uống phục vụ cho quý vị những món ăn rất là hấp dẫn và rất là đa dạng trong những ngày cuối tuần như thế này. Quý vị hãy đến cùng mọi đông đông hơn nữa quý vị nha. Mấy gì đa xuống gì đa lăng lặng mà nghe tôi kêu còn tự ra mà không mấy tục mấy gì đa xin mời cô bác có nhé dòng này trở lại đây mà nghe tiếng cô xuống gì đa mấy gì đa mấy gì đa mấy gì đa mấy
Số gì ra
25. Có 1. 44. Có 2. 11. Có 3. Số 2. Hợp lệ. Rồi nhận quà nè. Và chúng tôi cảm ơn quý vị, vòng loại vừa qua cũng khép lại chương trình ca nhạc đặc biệt Lotto Show trưa ngày hôm nay.